Những cái hình ảnh mà chửi rủa tôi á, thì tôi đặt cho một cái tên gọi là cô hồn mạng nha quý vị, để quý vị tiện đường theo dõi, để mà trong cuộc sống chúng ta phải tránh xa những con người vô cớ vô ý xúc phạm tôi thế này tôi thế kia. Hơi bị lố ha. Đó, quý vị thấy không, toàn là mỹ nhân không, xem đi rồi cho ghen lồng lộn lên vì sự ghen tức không hề nhẹ nha quý vị, xúc phạm tôi. Ê mà kìa, ngộ nha, đàn ông cũng ganh tị sắc đẹp nữa, nghĩ cũng ngộ ha. Quý vị coi sơ qua một số cô hồn mạng và tôi sẽ lôi lên hết tất cả những người nào mà chửi tôi, thì tôi sẽ lôi lên hết cho quý vị xem. Gọi là cô hồn nha quý vị. Đó. Ai cũng gực gỡ nhìn hết hồn không. Đâu được để cá đẹp đôi ha. Đó. Không quen không biết gì lên chửi chị nào là nổ, nào là đủ thứ trên đời, nó xúc phạm rất là nặng nề. Chị lôi lên hết, rồi đây về sau là chị vô chị lôi hết lên. Đó. Quý vị nào có nhận dạng có người quen không? Đó. Có nhiều người chửi mà không dám để cái gì hết trơn, để hình bông hoa cây cỏ rồi núp mà. Đó. Chơi hiền quá. Ừ. Rồi đưa hình ảnh con nít lên. À, cái thằng này nè đó. Nhiều lắm. Không quen không biết không gì vô cớ vô chửi người ta. Phan nghệ sĩ. Không biết fan ai. Thì cứ khẩu nghiệp đi là sẽ gánh. Vậy thôi. Được chưa? Ok. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tôi với thầy Quân trở lại để chia sẻ với quý vị vào đúng ngày đêm Noel. Thì một tuần nữa thì chúng ta đã hết năm cũ qua năm mới. Thì lời đầu tiên thì cũng xin cảm ơn tất cả những chị em, bạn bè cũng như là những em đã yêu mến Phương Hằng tôi, đã tạo ra rất là nhiều cái nick, cái TikTok để mà chúc mừng Giáng sinh cũng như gửi lời yêu thương đến Phương Hằng tôi. Thì phải nói là thật sự là rất là cảm động. Thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành và rất là cảm ơn, rất là cảm động trước cái tình cảm mà của các bạn, các anh, các chị đã làm những cái rất là công phu để tặng cho Phương Hằng tôi vào cái dịp lễ Noel. Thì lời đầu tiên thì cũng chúc cho tất cả mọi người có một đêm Giáng sinh bình an, hạnh phúc và vui vẻ, để chúng ta có thể một tuần nữa rời năm cũ để bước sang năm mới với một cái niềm tin vui vẻ hơn, tốt hơn và thành công nhiều hơn. Sau đây thì xin giới thiệu tới thầy Quân sẽ có đôi lời gửi đến quý vị khán giả trước khi chúng tôi vào một cuộc livestream bùng nổ hôm nay. Chắc chắn là không để cho quý vị thất vọng. Chơi với quý vị tới sáng luôn ha quý vị ha. Rồi mời thầy Quân. Cảm ơn chị Hằng. Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả. Tôi thì chắc là không cần giới thiệu, cũng là quen thuộc với mọi người đúng không ạ? Và hôm nay tôi cũng xin phép mọi người, tôi không có bận đồ mang tính chất là trang trọng nha, mà tôi bận áo thun. Nói chung là hôm nay là cái dịp lễ đúng không ạ? Do đó là cũng nhân dịp này là bận cái đồ cho nó thoải mái một xíu, bởi vì hôm nay là chúng ta sẽ có một buổi live stream vừa bùng nổ và đồng thời chúng ta cũng sẽ có một cái đêm khá là dài để chúng ta có những cái buổi giao lưu cùng với nhau. Vì vậy là tôi bận đồ cho nó khỏe khoắn một xíu. Chứ đừng có bắt bẻ là đồ này là giáo viên hay gì mà đồ này là không có đeo cà vạt hay gì đó, đúng không ạ? Và tôi hy vọng là buổi hôm nay tôi với chị Hằng cũng sẽ cung cấp cho mọi người một số cái câu chuyện thú vị, và cũng như là sẽ có từ những cái câu chuyện của chúng tôi, thì đó cũng chính là cái món quà dành tặng cho những cái người nào mà 2-3 ngày nay
khi mà chị Hằng im lặng thì bắt đầu là nhao nhao lên với đủ thứ cái vấn đề. Thì hy vọng hôm nay chúng tôi cũng sẽ trao đổi phân tích để cho quý vị khán thính giả cùng nhau hình dung, nhìn nhận, đánh giá và có cái sự nhận xét, đánh giá khách quan của mình. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi. Để cho rộng đường dư luận á, thì quý vị cũng biết là trong cái drama này tôi là người làm chủ cuộc chơi, và tôi đã đấu tố cũng như là một cái người gọi là đi tố giác tội phạm nha quý vị. Với một cái vai trò đi tố giác tội phạm thì quý vị cũng thấy rằng là những gì tôi đưa ra nó gần như là chính xác trong lòng công chúng. Cái đó là một cái điều mà tôi đã thành công rực rỡ nha quý vị, phải gọi là thành công rực rỡ trong lòng công chúng, bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, vì chính tôi đã vạch trần ra và chính tôi đã mang đến cho quý vị rất nhiều cung bậc cảm xúc trong suốt thời gian dài. Thì để đấu tố, để mà vạch trần ra được những cái điều đó thì đối với tôi là một điều thực sự là thú vị, bởi vì tôi chỉ có một lần trong cuộc đời để làm nên những cái kỳ tích cho bản thân tôi và đem lại những cái cảm xúc thực sự trong cái cuộc sống này. Và tiếp tục ngày hôm nay với cái câu chuyện của Hoài Linh thì tôi với thầy Quân sẽ đấu tố và tôi sẽ vạch rõ tất cả đường tơ kẻ tóc. Vì quý vị biết không, chỉ có mới 2 ngày thôi mà gần như là gọi là nổi lửa lên em. Thật là thú vị nha quý vị. Cho nên đó là tôi sẽ đi lại câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng tất cả những gì tôi làm, tôi đều có tư duy trong sáng, và tất cả những gì tôi làm đều mong muốn mang đến một sự thật trần trụi trước công chúng. Vì đã là người của công chúng thì không thể sai được, và đã là người của công chúng thì kiểu gì chúng ta cũng phải làm rõ một lần để bảo vệ cho những người thật sự là có nhân cách. Và chúng ta phải nêu rõ tất cả mọi quan điểm cũng như một sự đấu tố để lột trần trụi sự thật ra trước công chúng. Thì như quý vị cũng biết là ngay từ ban đầu khi tôi lôi Hoài Linh ra để là tố giác tội phạm á, thì chính tôi là cái người thách thức tất cả hãy đi kiện tôi đi. Tôi là cái người yêu cầu đi kiện tôi đi, hãy kiện tôi đi, hãy kiện tôi đi. Sau những lần tôi live stream tôi đều kèm theo hãy kiện tôi đi hầu, có đúng vậy không quý vị? Và quả nhiên là Hoài Linh đã kiện tôi. Và tôi đã từng kể cho quý vị nghe, kiện tôi tội thứ nhất là vu khống cho Hoài Linh, vu khống chỗ nào. Cái tội thứ hai nữa đó là nói Hoài Linh là con bóng, vì Hoài Linh được xác nhận là giới tính nam mà tôi nói Hoài Linh là con bóng. Cái thứ ba nữa đó là kiện tôi lý do là nói là Hoài Linh nhảy đồng nhảy bóng. Nhưng ba cái điều kiện này để kiện tôi thì phải nói một điều là thật là hôi nách. Những cái điều mà Hoài Linh kiện tôi cho đến tận bây giờ tôi xem là đó là một cái trò hề. Đối với tôi đó là một cái trò hề, một cái trò cú giãn rẻ tiền nhất. Và bây giờ chính thức á, tôi đang yêu cầu tiếp tục hãy đi kiện tôi cho thêm tiền. Và bây giờ tôi với thầy Quân sẽ lột trần trụi cái sự thật về nhân cách đạo đức dẻ rách của Hoài Linh cho quý vị thấy. Đừng dùng truyền thông và đừng bao giờ dùng nghệ sĩ để bưng bít bảo bọc cho Hoài Linh. Cái câu chuyện này là xưa rồi diễm. Tôi đã lường trước được bao nhiêu cái fan cuồng tính, cuồng tin và bất chấp. Cho nên những cái trò đó đối với tôi là trò hôi nách, trò rẻ tiền. Và tôi nói là một lần nữa, với một người có tư cách như Hoài Linh thì mọi người vẫn còn u mê. Thì u mê như thế nào tôi sẽ lột trần trụi cho quý vị nghe. Thì trong cái thời gian Hoài Linh đi quyên góp tiền từ thiện, Hoài Linh có nói một câu gì đó mà các Phượng lên nói rằng là Hoài Linh quyên góp tiền từ thiện nhưng mà có nói rằng là sẽ đi sau lũ lụt. Nhưng mà sau mấy tháng, sau gần 7 tháng nhưng không hề có một động thái nào để thể hiện cho mọi người biết rằng mình đang giữ số tiền đó. Thứ nhất, thứ hai là trong suốt thời gian đó Hoài Linh vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, từ ăn chơi ca hát nhảy múa đến đi quyên góp tiền từ thiện ở những nơi khác. Thì không thể nào nói rằng là bệnh hoạn hay là yểm cái tiền này đã phạm pháp quả tang và bị tôi lôi đầu ra từ những giấc mơ bá đạo của tôi. Không có thể hiện một chút thiện chí nào,
không có một tín hiệu nào phát ra là mình đang giữ tiền của hàng bao nhiêu người đã tạm ứng niềm tin cho mình. Cho nên đối với tôi là một người rộng lượng, cũng như quý vị khán giả yêu nghệ thuật, yêu những người nghệ sĩ chân chính, chúng ta có thể bỏ qua với điều kiện 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nhưng phải có một cái khái niệm, một cái tín hiệu đưa ra rằng tôi đang giữ tiền của bá tánh. Đằng này gần hơn 7 tháng, nếu không nói là gần 8 tháng bị tôi lôi đầu ra, có nghĩa là phạm pháp quả tang, bị tôi bắt được và đã giải ngân số tiền đó để phục, coi như là để mà khắc phục hậu quả. Cho nên đừng có nói vòng nói vo, không có ai ngu mà để cho mày mị đâu nha. Cái thứ nhất á, là nhân cách không có, cái thứ hai nuốt không được thì ói ra. Không có một cái tín hiệu nào mà gọi là nhận mình đang giữ tiền của bá tánh. Thầy Quân nghĩ sao về cái câu chuyện này? Và thêm một lần nữa tôi nói, trước khi mà mời thầy Quân nói á, là câu chuyện này là câu chuyện Bộ Công an đã vào cuộc, vào cuộc để làm cho rõ. Thì tại sao Hoài Linh đặt cách gì mà lại có 4 đơn thư ở thành phố Hồ Chí Minh? Và bây giờ thì tôi xin mời thầy Quân sẽ nói cho rõ hết về những cái yếu tố cũng như về cái luật quy định. Và tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Trung ương để làm rõ ra cái câu chuyện này. Không thể đương nhiên mà cười mỉa cho mặt tôi đơn giản như vậy được. Tôi không mong cầu Hoài Linh ở tù, nhưng có tội là phải biết xin lỗi nhân dân, dù là khắc phục hậu quả. Nhưng đây là một cái hành vi gì? Ăn không được thì nhả ra. Vậy thì ai cũng bắt chước Hoài Linh đi lừa đảo, đi gom góp, khi nào bị công an bắt thì khắc phục hậu quả, xong rồi về hồi phục nhân phẩm. Nhanh vậy sao? Truyền thông có thể nói những cái lời để dẫn dắt dư luận nhanh vậy sao? Và hai hôm nay gần như cả nước phẫn nộ vô cùng. Đó là sự thật. Quý vị muốn biết, quý vị hãy vào tất cả các trang báo, Facebook, cũng như ý kiến của toàn dân, người ta nghĩ như thế nào về nói rằng là không có dấu hiệu, không có dấu hiệu chiếm đoạt, nhưng mà đây là một sự ăn cắp phạm pháp quả tang. Hãy kiện tôi đi, tôi cho thêm tiền. Lời thách thức của tôi rõ ràng, cho nên đừng có bao giờ đi lên nói rằng là sẽ kiện bà Hằng hôi nách. Đừng có dẫn dắt dư luận nữa, cái trò này nó xưa rồi diễm. Báo chí đồng loạt đăng đưa tin như trúng mùa, lại một lần nữa để thể hiện ý chí là bảo vệ những cái điều không đúng sự thật. Nhưng may thay, lành thay là người dân rất là tỉnh táo để biết đúng sai. Và tôi chưa bao giờ ân hận khi tôi lên tôi đấu tố với một cái đám bè lũ đi ăn cướp, ăn chận tiền của nhân dân. Xin mời thầy Quân, thầy Quân nghĩ sao về câu chuyện này? Và thầy Quân phải nói cho tường tận chi tiết, căn cứ vào luật tố tụng và mọi hành vi xảy ra như thế nào. Đừng chơi cái trò chụp mũ hôi nách. Thực ra là qua cái việc mà mấy ngày nay báo chí rồi truyền thông YouTube rượu ngưng xôn xao về cái thông báo từ mà báo chí cho rằng là kết luận thông báo từ công an thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề là không có sự việc phạm tội trong câu chuyện của Hoài Linh, thì thực ra đối với tôi đó là cũng là một cái câu chuyện pháp lý rất là thú vị. Nhưng mà trước khi đi phân tích vào cái thông báo đó và cũng như những cái dư luận đang được rất nhiều tờ báo dẫn dắt hiện nay, thì tôi cũng muốn làm rõ cho quý vị khán thính giả hình dung về các dấu hiệu cấu thành cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì cái tội này nó được quy định tại điều 175 của Bộ Luật Hình Sự, và quy định là người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây như và nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể là vay mượn thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng, rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện khả năng nhưng cố tình không trả, hoặc đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản,
thì sẽ rơi vào cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quý vị, thì khi chúng ta đề cập đến cái hành vi của anh Hoài Linh có phạm vào cái tội này hay không, thì chúng ta dựa trên cơ sở là chúng ta phải phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm của cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này. Và về mặt pháp lý hình sự thì để phân tích cấu thành tội phạm á, người ta sẽ phân tích bốn cái yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan của hành vi phạm tội. Về mặt chủ thể á, thì mọi người có thể là thấy cái người có năng lực thực hiện cái hành vi phải nhận thức được và chịu trách nhiệm được cái hành vi mình thực hiện, và theo quy định là từ 16 tuổi trở lên. Như vậy thì đối với anh Hoài Linh thì chắc chắn đã đáp ứng điều kiện về mặt chủ thể. Về khách thể, đó là xâm phạm cái quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người dân, của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Như vậy thì rõ ràng ở đây là gì? Cái tài sản bị xâm phạm ở đây chính là số tiền huy động từ thiện từ các mạnh thường quân. Trước tiên là thuộc sở hữu của các mạnh thường quân, và tương lai theo dự trù nó sẽ là thuộc sở hữu của đồng bào miền Trung, của những người đáng lẽ phải được cứu trợ đúng lúc kịp thời. Như vậy thì rõ ràng cái yếu tố về mặt khách thể xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp là thỏa mãn. Cái yếu tố thứ ba, mặt khách quan, bao gồm hai yếu tố, đó là hành vi và hậu quả. Đối hành vi á, thứ nhất là phải có hành vi theo quy định tại điều 175 là hành vi chiếm hữu, tức là nắm giữ quản lý được cái tài sản này một cách hợp pháp thông qua những cái quan hệ vay mượn hoặc quan hệ hợp đồng dưới những hình thức hợp đồng, và sau khi chiếm hữu thì không thực hiện như đã cam kết và mà dùng cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, hoặc là không thực hiện như đã cam kết dù đến thời hạn thực hiện có điều kiện khả năng nhưng vẫn không thực hiện. Như vậy thì tôi sẽ phân tích cụ thể cho mọi người hình dung những cái hành vi này sau khi tôi nêu hết những cái yếu tố. Về mặt hậu quả đó, thì chỉ cần chiếm đoạt tài sản giá trị từ 4 triệu đồng trở lên thôi. Như vậy rõ ràng trong câu chuyện số tiền từ thiện của anh Hoài Linh là tổng cộng cho tạm thời theo công bố là 15,4 tỷ đã được giải ngân. Như vậy rõ ràng là 4 triệu đồng là số rất là nhỏ và vượt hơn rất là nhiều rồi. Và đây sẽ là một cái tình tiết tăng nặng. Còn về mặt chủ quan á, là bao gồm hai yếu tố là phải có lỗi và xác định được mục đích của hành vi. Và như vậy thì lỗi ở đây là cái chủ thể thực hiện hành vi phạm tội phải nhận thức được hành vi của mình là vi phạm quy định pháp luật và xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp. Thì rõ ràng là những cái yếu tố đó nó đã được thể hiện trong những cái mặt khách thể và mặt khách quan của hành vi phạm tội mà tôi vừa nêu, và đồng thời cái mục đích của hành vi là nhằm chiếm đoạt tài sản, hoặc thậm chí là gì, mục đích này là chấp nhận cái mục đích chiếm đoạt tài sản của đồng phạm của mình. Vì vậy trong câu chuyện huy động từ thiện của anh Hoài Linh là không chỉ có khả năng là gì, không chỉ anh mở ra tài khoản riêng để anh huy động tiền từ thiện, mà còn có cái việc anh kêu gọi từ thiện cho Đàm Vĩnh Hưng nữa và một số nghệ sĩ khác nữa. Như vậy thì rõ ràng cái mục đích của hành vi nó cũng được thể hiện. Như vậy trong các yếu tố cấu thành tội phạm, quan trọng ở đây chính là cái mặt khách quan, tức là cái hành vi của anh từ chiếm hữu cho đến chiếm đoạt. Và cái yếu tố là gì? Để chứng minh cái điều đó là anh không thực hiện đúng cái cam kết của mình đến thời hạn trả, đến thời hạn thực hiện cái công việc dù có điều kiện khả năng nhưng anh cố tình không thực hiện. Như vậy thì hồi nãy chị Hằng vừa mới điểm sơ qua một số hành vi trên thực tế của anh Hoài Linh rồi, thì tôi cũng trước hết là khi đánh giá về cái hành vi này tôi cũng tóm tắt lại để mọi người có thể tiện hình dung hơn, bởi vì những cái hành vi này nó kết nối với nhau và chắc chắn là mọi người cũng đã thấy rồi, diễn ra trên thực tế rồi, nhưng mà tôi tóm tắt lại một cách hệ thống như thế này. Chúng ta thấy ngày trên Facebook cá nhân của anh Hoài Linh, ngày 20 tháng 10 năm 2020 thì anh kêu gọi mở một cái tài khoản riêng và huy động tiền từ thiện để cứu trợ cho đồng bào miền Trung, và lúc đó anh thể hiện rất là rõ là cứu trợ lúc ngặt chứ không phải lúc nghèo. Thì cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 thì anh lại tự quyết định là chuyển thông báo chuyển thành là gì? Là không phải cứu trợ lúc ngặt nữa mà chuyển thành khắc phục hậu quả sau thiên tai. Vì vậy lúc đầu từ ngặt anh cứu trợ lúc ngặt không phải lúc nghèo, thì đến 10 ngày sau anh chuyển thành cứu trợ lúc nghèo chứ không còn lúc ngặt nữa, mà mang ý nghĩa là khắc phục hậu quả thiên tai. Rồi sau đó đến ngày 11 tháng 11 năm 2020 anh thông báo trên Facebook cá nhân mình dừng nhận tiền. Nhưng mà cái chuyện dừng nhận tiền nhưng mà có đóng tài khoản hay không thì không thể hiện rõ. Và sau thời gian này hầu như chúng ta thấy trên Facebook của anh không có thông tin gì đề cập đến vấn đề anh thực hiện cái việc chuyển tiền cứu trợ đó đưa đến đồng bào miền Trung như thế nào, đúng không ạ? Và đến giữa tháng 5 năm 2021 khi anh bị vạch trần rồi, bị vạch trần, anh lên anh thừa nhận là anh đang chiếm giữ cái số tiền từ thiện này,
thì tuần đầu tiên, chỉ trong vòng tuần đầu tiên của tháng 6, anh đã hoàn tất cái việc giải ngân, gửi tiền khoảng 15,4 tỷ đồng cho 4 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Như vậy thì dựa trên những cái thông tin đó thì chúng ta thấy gì từ những thông tin này? Là cái hành vi về mặt khách quan của cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã cấu thành hay chưa? Bởi vì sau khi chiếm hữu thì anh không thực hiện đúng như đã cam kết, và có hai yếu tố là không thực hiện như đúng như đã cam kết, và thứ nhất là gì? Đến hạn thực hiện nhưng không thực hiện, và anh có khả năng thực hiện nhưng anh lại không thực hiện. Tại sao tôi nói đến hạn thực hiện nhưng mà anh lại không thực hiện? Chúng ta thấy anh nhận tiền quyên góp để cứu trợ, và anh tuyên bố lúc đầu là cứu trợ lúc ngặt, và như vậy thì phải thực hiện khẩn cấp ngay vào lúc đó, nhưng lại không thực hiện. Và sau đó anh chuyển từ cứu trợ lúc ngặt chuyển sang cứu trợ thành lúc nghèo, khắc phục hậu quả. Nhưng mà anh cũng không khắc phục hậu quả ngay, mà mãi 6 tháng sau bắt đầu mới gấp rút chuyển tiền khi bị phát hiện. Như vậy cái này không phải là khắc phục hậu quả thiên tai, mà khắc phục hậu quả sai phạm chiếm dụng chiếm đoạt của anh. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì chúng ta dựa trên quy định pháp luật hết. Người ta nói rằng không có thời gian xác định cho cái chuyện như thế nào là cứu trợ lúc ngặt, hoặc như thế nào là cứu trợ lúc nghèo, hay là khắc phục hậu quả khẩn cấp. Thực ra là có. Bởi vì chúng ta phải dựa trên cơ sở giữa quy định pháp luật và thực tiễn bão lụt ở miền Trung để chúng ta xác định. Quy định pháp luật đó là cái quy định của luật phòng chống thiên tai. Bởi vì trong cái điều 4 của luật phòng chống thiên tai, về nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai á, khoảng 4.1 khoảng 1 của điều 4 á, là quy định gì? Nguyên tắc là gì? Phải phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Rồi trong cái nghị định 66 hướng dẫn thi hành cái luật phòng chống thiên tai, điều 14 quy định về nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai cũng quy định rất là rõ. Phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Như vậy cả luật và nghị định hướng dẫn thi hành đều khẳng định chắc nịch một điều là việc khắc phục, việc ứng phó phải kịp thời, khắc phục phải khẩn trương. Và trong luật cũng quy định rõ là cái thời gian khắc phục hay ứng phó, cứu trợ dành cho cơ quan nhà nước, các tổ chức mặt trận tổ quốc, và với thời gian là khoảng từ 20 đến 60 ngày là phải thực hiện xong cái hoạt động này. Và như vậy nhiều người lại cho rằng quan điểm là gì? Là đối với cá nhân thì không quy định. Nhưng mà thực ra chúng ta phải hình dung diễn biến bão lũ diễn ra rất khó lường. Và do đó cái chuyện khắc phục hậu quả hay là ứng phó nó phải dựa trên tùy tình hình thực tế nữa. Bởi vậy chúng ta phải dựa vào cái thực tiễn. Chúng ta thấy thông thường bão lũ diễn ra ở Việt Nam chúng ta, nếu mà ở Bắc Bộ á, thì vào khoảng từ tháng 6 cho đến tháng 10. Ở Bắc Trung Bộ tức là từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh á, từ tháng 7 cho đến tháng 11. Ở Trung và Nam Trung Bộ tức là từ Quảng Bình đến Ninh Thuận là từ tháng 9 đến tháng 12. Và Bình Thuận, Nam Bộ, Tây Nguyên là diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11. Và thực tiễn cái mùa bão lũ năm 2020 chúng ta đều thấy bắt đầu từ thời điểm ngày 7 tháng 10 và cho đến đầu tháng 12 năm 2020. Như vậy thì rõ ràng cái việc mà cứu trợ lúc ngặt á, nó phải diễn ra, nếu mà xét bình thường, từ khoảng tháng 9 đến tháng 12 và xét cho trường hợp bão lũ năm 2020 ở miền Trung là phải diễn ra từ ngày 7 tháng 10 cho đến đầu tháng 12 năm 2020 thì đó là cứu trợ lúc ngặt, đúng không ạ? Phải diễn ra vào thời điểm này. Còn khắc phục hậu quả, đảng và nhà nước luôn luôn xác định phải làm sao từ sau, từ tháng 12 trở đi phải khắc phục được hậu quả, hỗ trợ để người dân ổn định sản xuất, và hậu quả đó thường phải hoàn thành xong trước Tết Nguyên Đán. Trước Tết âm lịch, tức là Tết Nguyên Đán, để mà người dân có thể ổn định cuộc sống, để mà họ có thể vui vẻ an tâm ăn Tết và đồng thời phục hồi sản xuất chuẩn bị cho mùa bão lũ tiếp theo. Như vậy thì chúng ta thấy là anh Hoài Linh mãi đến tháng 6 năm 2021 mới tiến hành là gì? Giải ngân cái tiền này. Như vậy thì rõ ràng lúc này là không còn phải là lúc ngặt nữa, và đồng thời cũng không phải lúc nghèo nữa, không phải là để khắc phục hậu quả thiên tai nữa, bởi vì lúc này đời sống người dân đã ổn định rồi. Vì vậy rõ ràng đây là chính là chứng minh cho cái vấn đề gì? Đến hạn thực hiện nhưng anh đã không thực hiện. Và điều này nó vi phạm cái điều cấm của luật phòng chống thiên tai. Tại điều 12 của luật phòng chống thiên tai, các hành vi bị cấm, khoảng 8 quy định rõ là cấm sử dụng sai mục đích, chiếm dụng, làm thất thoát tiền hàng cứu trợ và cứu trợ không kịp thời, không đúng đối tượng. Vì vậy rõ ràng ở đây chiếm dụng tôi chưa nói, chưa phân tích tới, nhưng mà rõ ràng xét về vấn đề là đến hạn thực hiện nhưng không thực hiện thì rõ ràng anh đã cứu trợ không kịp thời rồi. Và nếu mà xét đây đã là hành vi vi phạm pháp luật rồi. Trước hết là nếu mà xét là sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng.
theo quy định tại Nghị định 104 năm 2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống thiên tai, cụ thể là tại điểm B khoảng 2 điều 8 của Nghị định 104. Và như vậy thì trong nghị định này quy định rất là rõ là xử phạt vi phạm hành chính đó là hành vi cứu trợ không kịp thời. Nhưng mà lưu ý, tại điều 12 các hành vi bị cấm của luật phòng chống thiên tai thì còn có thêm hành vi chiếm dụng tiền hàng cứu trợ nữa. Và như vậy thì với chiếm dụng tiền hàng cứu trợ sẽ không phải là xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ là truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy chúng ta lại xét đến yếu tố thứ hai, đến hạn thực hiện nhưng không thực hiện, dù có khả năng thực hiện. Vì vậy khả năng thực hiện ở đây chúng ta có thể thấy qua diễn biến toàn bộ các quá trình. Thứ nhất, anh tự ý thay đổi mục đích sử dụng tiền huy động từ Mạnh Thường Quân mà không có sự hỏi ý kiến đồng ý của Mạnh Thường Quân, chuyển từ khẩn cấp tức là lúc ngặt chuyển sang khắc phục hậu quả thiên tai tức là lúc nghèo, rồi sau đó im luôn cho đến khi vụ việc bị phanh phui thì từ khắc phục hậu quả thiên tai chuyển thành hỗ trợ thẳng ép cho đồng bào miền Trung. Vì lúc đó đáng lẽ anh cũng phải hỏi ý của Mạnh Thường Quân, bởi vì cái ý chí của Mạnh Thường Quân khi anh kêu gọi quyên góp là gì? Là đóng góp vào cứu trợ mùa lũ, chứ không phải để hỗ trợ sau khi hết lũ. Chúng ta phải xác định rõ điều đó. Vì anh đã tự ý thay đổi cái mục đích của mình rồi. Và cái thứ hai, cái lý do để dẫn đến sự thay đổi đó, lý do không thực hiện anh nêu ra là chưa hợp lý. Như chị Hằng đã phân tích á, cái lý do anh đưa ra là đề đám tang nghệ sĩ dì ruột qua đời, rồi bệnh phải xả trị vân vân. Nhưng mà chắc chắn những cái sự kiện đau buồn này nó không thể nào diễn ra kéo dài trong suốt 6 tháng, hơn 6 tháng, để đến nỗi anh không có thời gian thực hiện cứu trợ được. Và hơn nữa là trong khoảng thời gian này anh vẫn liên tục xuất hiện tham dự các sự kiện lễ mai vàng, rồi khai trương các nhãn hàng, quảng cáo cho các nhãn hàng vân vân. Thì rõ ràng anh vẫn có khả năng làm điều đó. Và hơn nữa chúng ta thấy hoàn toàn không có một dòng thông báo nào cho Mạnh Thường Quân trong thời gian này là anh không thể thực hiện được cái việc cứu trợ. Chúng ta phải để ý điều này. Nếu anh có thông báo cho Mạnh Thường Quân và nhận được sự cảm thông của Mạnh Thường Quân thì chúng ta còn có thể xem xét. Nhưng mà rõ ràng cũng im luôn, không thông báo và Mạnh Thường Quân hoàn toàn không biết. Cái thứ ba, cái cách thức giải ngân. Khi bị phát hiện thì rõ ràng anh chuyển tiền ngay trong vòng một tuần thôi. Chuyển tiền cho Mặt trận Tổ quốc, chuyển tiền nhờ người thân, ekip của mình trực tiếp đưa ra miền Trung. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề ở đây là tiền đó đúng chưa? Và trong thời gian quyên góp đó nó sử dụng tiền cùng tài khoản và sử dụng cho những cái khoản cá nhân nữa. Cái đó em cũng sẽ phân tích ở cái vấn đề tiếp theo. Đấy, con dây dầu cũng giỏi. Như vậy thì điều này cho chúng ta thấy là gì? Cái cách thức giải ngân này cho thấy là anh vẫn có cách thức và ekip để có thể thực hiện, tức anh vẫn có khả năng thực hiện nhưng anh lại không thực hiện khi gặp các sự cố trên. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Và như vậy thì điều này cho thấy là gì? Cái chuyện giải ngân đó là khi không giấu được. Đúng rồi. Cái số tiền anh chiếm dụng chiếm đoạt thì lúc đó anh giải ngân ngay đó, anh không quan tâm đến ý chí của Mạnh Thường Quân có đồng ý hay không đó. Như vậy thì rõ ràng anh có khả năng làm điều đó chứ không phải là không có khả năng. Và chúng ta phải hình dung ở đây là gì? Cái này giống như cái kiểu của Châu Bằng Yên thôi, gieo niềm tin vào người bệnh nhân rồi xong sau đó giết chết niềm tin và giết chết cuộc sống người ta. Thì bản thân anh đi lên Facebook anh cũng là gì? Thứ nhất, anh gieo niềm tin cho Mạnh Thường Quân. Người ta không trực tiếp hỗ trợ được cho đồng bào lũ lụt, người ta chuyển tiền cho anh bởi vì người ta tin anh. Thứ hai, anh gieo niềm tin cả về lực vật chất lẫn niềm tin tinh thần cho đồng bào miền Trung, bởi anh tuyên bố trên Facebook của anh là sẽ nhận tiền và đưa ra cho đồng bào. Như vậy người ta chờ đợi mỗi một. Anh có thể có những câu chuyện cá nhân, anh có thể có bạn bè, nhưng anh tự đứng ra làm điều này thì anh hình dung thôi, miền Trung cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của anh. Như vậy anh có coi đồng bào miền Trung là ruột thịt của anh hay không? Trong khi rất nhiều gia đình đang tang thương vì bão lũ, bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình tan nát cần được cứu trợ, chờ đợi thông tin từ anh, rồi cuối cùng anh im luôn. Vì rõ ràng anh đang lạm dụng niềm tin để anh chiếm đoạt cái tài sản hợp pháp của các Mạnh Thường Quân, và tài sản đó tương lai sẽ là của đồng bào miền Trung. Bởi vì khi anh lên Facebook, anh đã tự thực hiện một cái hợp đồng, một cái giao dịch, tức là anh đứng ra trung gian để huy động tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung. Vì vậy đây đã hình thành hai cái quan hệ song song với nhau. Một là quan hệ hợp đồng tặng cho giữa các Mạnh Thường Quân với lại đồng bào miền Trung. Mạnh Thường Quân sẵn sàng chuyển tiền hàng cho đồng bào miền Trung, đúng không ạ? Như vậy đó là quan hệ tặng cho, và anh sẽ là người trung gian những ủy quyền ủy thác để chuyển số tiền này. Như vậy thì rõ ràng cái việc mà anh lên Facebook anh vận động kêu gọi
và được Mạnh Thường Quân hưởng ứng, và anh nhận tiền từ Mạnh Thường Quân, thì tất cả hai cái quan hệ hợp đồng này đều đã hình thành. Do đó anh đang chiếm dụng tài sản hợp pháp, và từ chiếm hoặc giữ quản lý dẫn đến chiếm đoạt tài sản hợp pháp của công dân, và đồng thời đến thời hạn như đã cam kết nhưng mà anh không thực hiện dù có khả năng thực hiện, thì rõ ràng là thỏa mãn. Có một ekip không đi thực hiện, tới chừng đấy, bị lôi đầu ra thì dùng cái ekip đó đi thực hiện. Rất là có khả năng, rất là rõ ràng. Do đó hành vi chiếm đoạt của anh đã hoàn thành rồi. Và vấn đề cái chuyện giải ngân đó là gì? Khi không giấu giếm được nữa thì buộc anh phải ói ra số tiền đó thôi. Như vậy thì rõ ràng ở đây là anh đang khắc phục cái hành vi đã hoàn thành, chứ không phải nói là anh chưa thực hiện được cái điều đó. Như vậy thì rõ ràng là đã có hành vi vi phạm pháp luật. Thứ nhất là vi phạm hành chính, như tôi nói, cứu trợ không kịp thời. Thứ hai, chiếm đoạt số tiền từ thiện, từ các Mạnh Thường Quân, từ đồng bào đáng miền Trung đáng lẽ ra phải nhận được. Như vậy thì nó đã thỏa mãn cả bốn yếu tố cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175. Đó. Như vậy thì đó là tôi phân tích để mọi người hình dung có những cái yếu tố này hay không. Như vậy chúng ta liên quan đến cái thông báo mà báo chí đưa lên đang xôn xao mấy ngày qua, và từ cái thông báo đó thì rất nhiều tờ báo, rất nhiều phương tiện truyền thông cho rằng là anh vô tội. Nhưng mà chúng ta phải hình dung, hồi nãy chị Hằng có nói là cái tố giác đó là tố giác của ai, bốn người đó là ai, nội dung tố giác là gì. Bây giờ chúng ta thử xem nha, chúng ta xử thêm thử. Thứ nhất, chúng ta đọc kỹ, cách có lẽ là mọi người cũng đã thấy cái nội dung thông báo đó được báo Thanh Niên nè, một số tờ báo đưa lên rồi, đúng không ạ? Dầu hình ảnh nó không trọn vẹn lắm, nhưng mà thứ nhất chúng ta phải thừa nhận với nhau, đây không phải là thông cáo báo chí của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà nó làm theo mẫu đó là thông báo về việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, giải quyết đơn tố giác tội phạm theo mẫu của Bộ Công an quy định. Và cái thông báo này sẽ gửi đến cái người tố giác, gửi đến người bị tố giác, gửi đến viện kiểm sát và lưu lại cơ quan điều tra. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Và cái thứ hai, một số cái nghi vấn chúng ta đặt ra ở đây là gì? Là trong thông báo rất là rõ là xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Như vậy chúng ta không rõ nội dung tố giác ở đây là gì. Đúng rồi. Chúng ta phải hình dung kết quả điều tra xác minh sẽ phụ thuộc vào nội dung tố giác. Mà trên thực tế rất nhiều người không hiểu quy định pháp luật, nhiều người tố giác họ sẽ không hiểu quy định pháp luật, không hiểu cấu thành tội phạm để mà thể hiện một cách rõ ràng trong đơn. Vì vậy là dựa vào cái nội dung tố giác đó, cơ quan điều tra xác minh cái chuyện không có sự việc phạm tội cũng là rất bình thường. Nhưng mà lưu ý là trong điều 157 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định rất là rõ là những cái trường hợp để mà không ra quyết định khởi tố vụ án thì sự việc không, tức là không có sự việc phạm tội, nó sẽ khác với hành vi không cấu thành tội phạm. Không có sự việc phạm tội á, nó sẽ rơi vào những trường hợp là thông tin về tội phạm không chính xác, hoặc là hoàn toàn không có sự việc xảy ra như thông tin mà cơ quan điều tra tiếp nhận, hoặc có sự việc nhưng sự việc không có dấu hiệu tội phạm. Thì trong trường hợp đó cơ quan điều tra sẽ không ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng nó sẽ khác với hành vi không cấu thành tội phạm. Vậy cái điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào nội dung đơn tố giác là gì. Tôi chưa nói đến ai là người tố giác, ý đồ gì từ đây á. Cái đó lại tiếp tục phân tích sau. Mà rõ ràng cái thông báo của cơ quan điều tra sẽ là gì? Xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Vậy điều này, cái thông báo này chỉ là để trả lời cho người tố giác, bốn người tố giác đó, là cái điều anh nêu không có sự việc phạm tội, chứ không phải để trả lời cho câu chuyện anh Hoài Linh có không phạm tội lạm dụng tín nhiệm để mà chiếm đoạt tài sản hay không. Không trả lời cho câu chuyện là tư thiện của anh Hoài Linh đã được xác minh hay chưa. Đó. Và cũng không phải là một cái văn bản để mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho Bộ Công an về vấn đề tư thiện. Nhưng mà tại sao bốn người này không kiện ra Bộ Công an mà kiện ra Công an Thành phố? Đó, một cái vấn đề tiếp theo đó, rõ ràng là chúng ta thấy là đã có thông tin Bộ Công an yêu cầu các địa phương, công an các địa phương và nhất là Công an Thành phố Hồ Chí Minh là phải tiến hành là gì? Là điều tra, khảo sát, cung cấp thông tin
tin số liệu cụ thể về hoạt động kêu gọi vận động từ thiện, nhất là trong mùa bão lũ năm 2020 của các tổ chức cá nhân trên địa bàn và tập trung vào các nghệ sĩ. Và thậm chí là có khẳng định luôn cái thông tin liền kê tên luôn nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Thị Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng và cả Võ Hoàng Yên .. nữa, tức là sẽ còn rất nhiều nữa và báo cáo về Bộ Công an. Như vậy đây là hai sự việc khác nhau. Trách nhiệm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải tiến hành kiểm tra, lấy thông tin số liệu xác minh các hoạt động từ thiện của tất cả những đối tượng này và những cái người có tổ chức cá nhân có vận động từ thiện. Nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi tiếp nhận đơn tố giác thì vẫn phải giải quyết theo đơn tố giác đó, và nội dung tố giác đó, ai tố giác là gì, tại sao đã có thông báo của Bộ Công an rồi không gửi đến Bộ Công an mà lại gửi đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì có khả năng đây là một cái mưu kế để mà nhằm chạy tội cho truyền thông thì lại có câu chuyện của truyền thông nữa, đúng không ạ? Do đó là chúng ta phải phân định rành rồi cái thông báo mà báo chí đưa lên đó là chỉ trả lời cho nội dung các tố giác của bốn cái đơn đó thôi, chứ không phải trả lời cho cái chuyện từ thiện của anh Hoài Linh. Đúng đó, chúng ta phải phân biệt rõ ràng, đừng đánh đáp cái gì đó. Đúng, và như vậy thì vẫn còn một số cái phúc tức mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Bộ Công an cần phải làm rõ. Là ở đây, thứ nhất, anh Hoài Linh đã tuyên bố trên Facebook của mình anh lập riêng ra cái tài khoản này để huy động tiền từ thiện. Như vậy thì xuyên suốt quá trình khi huy động cho đến khi anh giải ngân, anh có sử dụng số tiền này vào mục đích khác hay không? Và thứ hai, cái chuyện sao kê cái nguồn vào cái tài khoản này và nguồn ra của tài khoản này như thế nào là chưa có trả lời chính thức từ cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tức anh thu vào có phải chỉ là 15,4 tỷ như công bố hay không, hay là thậm chí số tiền đó có thể hơn thì cái điều này chưa biết. Rồi chi ra đó, anh chi bây giờ thông báo trên báo chí điều thông tin là gì, chi cho 4 tỉnh, đúng không ạ? Chi cho 4 tỉnh là cụ thể là tỉnh Quảng Nam, bao gồm hai huyện Nam Trà My và huyện Quế Sơn, rồi tỉnh Quảng Trị là huyện Thiệu Phong, tỉnh Quảng Ngãi, rồi tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể là huyện Quảng Điền và huyện Phong Điền, thì cũng là thông tin trên báo chí nha. Bởi vì tôi không có biết Công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận để gửi cho Bộ Công an hay chưa, là Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới xác minh hai tỉnh thôi là Quảng Nam và Quảng Trị. Nhưng mà rõ ràng là gì, có nêu có danh sách người phát quà, nhưng mà danh sách này đã cụ thể hay chưa, có ký nhận hay chưa, chưa kể là tỉnh Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, và đồng thời là gì, có quà nữa, quà này giá trị bao nhiêu, và tính ra giá trị có phù hợp với cái số tiền mua quà đó, có phù hợp với cái giá trị đã tuyên bố hay chưa. Tất cả những thông tin này chưa có. Như vậy thì thứ nhất, cái số tài khoản này, số tiền nó có chỉ dừng lại 15,4 tỷ chính xác như vậy hay không? Thứ hai, tài khoản này, số tiền trong đó có bị sử dụng chi dùng cho việc riêng hay không, là chưa có, đúng không ạ? Do đó là chúng ta cần phải lưu ý phân biệt ra để đừng bị cái sự dẫn dắt của báo chí. Và từ câu chuyện này chúng ta lại thấy là rõ ràng nó giống như cái câu chuyện mà chị nhớ, câu chuyện hàng loạt báo 40 mấy 50 mấy tờ báo nói chị hành hung đó, vu khống cho chị câu chuyện hành hung. Không, có một cái khái niệm như thế này nè, thầy Quân nghĩ không, có khi nào nắng gân dư luận, dùng truyền thông để nắng gân dư luận, dẫn dắt định hướng dư luận, thứ tẩy trắng tội trước, đưa ra thăm dò dư luận phản ứng như thế nào khi mà tuyên bố Hoài Linh vô tội. Và thứ hai, thực ra đó là em nghĩ nha, không biết chị có nhận, đó là một cái âm mưu, một âm mưu giống như là âm mưu về cái vụ hành hung á, tức là dụ chị vào cái bẫy là để chị thấy là tự nhiên là Hoài Linh vô tội, chưa biết có dám gì, chị bức xúc, chị có thể lên và có những cái lời nói không hay rồi túm cổ chị đó, để mà từ đó quy kết chị, giống như câu chuyện hành hung thôi. Và như vậy thì rõ ràng một lần nữa thiết âm những mưu, cái tờ báo này lại coi thường pháp luật, coi thường và đùa giỡn, đem cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ thêm cả Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh nữa, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nữa, ra để đùa giỡn, sử dụng cái thiết âm mưu của mình để từ đó là gì, đưa chị Hằng và các YouTuber ủng hộ chị Hằng vào bẫy, ở chỗ là sẽ đi lên tiếng đả kích cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh, rồi dính trưởng đó, trong khi họ hả hê, họ dẫn dắt sư lượng theo quan điểm của mình. Mà tôi nói là điều này rất là nguy hiểm nha. Mà tôi cũng cảm ơn các báo này, bởi vì bây giờ là lòi ra thêm một số nghệ sĩ bấy lâu nay âm thầm giấu kỹ, bây giờ lên tiếng lộ mặt ra
ủng hộ anh Hoài Linh và chửi với chị Hằng tiếp tục những người đó từ trước đến giờ chưa im hay? Lặng. Ừ mà im lặng thì bây giờ lòi ra nữa. Đó cũng là một điều hay. Cái thứ gì? Nhất, may mắn là chị Hằng không dính bẫy, các YouTuber không dính bẫy. Bởi vì họ vẫn tin vào pháp luật, họ vẫn tin vào cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, tin vào Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì họ không có những lời lẽ nghi ngờ gì cả. Họ chỉ nghi ngờ về cái tố giác của Hoài Linh mà thôi, tố giác của bốn cái đơn đó đối với Hoài Linh mà thôi. Đó, chúng ta cần phải xác định rõ điều này nha. Như vậy thì tôi thấy rõ ràng là nếu những gì tôi nghĩ là phù hợp thì rõ ràng những cái tờ báo này và những cái phóng viên này đang sử dụng cơ quan nhà nước để mà đưa vào cái thuyết âm mưu của mình, sử dụng cái chiêu bài đó. Và như vậy thì có lẽ đây là lần thứ hai rồi, cũng dò đường dư luận nữa đó. Đây là lần thứ hai rồi thì tôi nghĩ là lúc này công an thành phố Hồ Chí Minh chắc cần phải lên tiếng để làm rõ cái thông tin này. Và ở đây là rõ ràng công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa mở họp báo, đó không phải là thông cáo của công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì tôi nghĩ là để rộng đường dư luận, có lẽ cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh cần mở họp báo để công bố thông tin, xác định lại cái điều báo chí nói Hoài Linh vô tội, không có sự việc phạm tội, trong khi những hành vi cấu thành tội phạm đã thể hiện rõ, thì điều này có đúng hay không? Nếu không đúng thì cần phải xử lý. Bởi rõ ràng là gì? Là các tờ báo này đang cố không chỉ là dẫn dắt dư luận mà còn xuyên tạc để mà lôi kéo dư luận đánh phá, đưa ra những lời lẽ kích động không tốt đối cơ quan nhà nước. Một cái vấn đề quan trọng nhất mà tôi đã từng nói với quý vị rằng Phương Hằng tôi rất là tỉnh táo nha quý vị. Có một cái vấn đề quan trọng nhất là gì? Bộ Công an ra một cái quyết định sao kê từ ngày mở tài khoản cho đến bây giờ, chứ không phải riêng cái 15 tỷ này. Đúng. Đó, cho nên đừng có đánh tráo khái niệm, đừng có bôi xóa, đúng không? Mình căn cứ vào luật, mình căn cứ vào cái nghị định của công an đưa ra là sao kê từ lúc mở tài khoản, người chuyển vào, người chuyển ra sử dụng như thế nào trong năm cái trường hợp mà đã đưa ra ưu tiên trong cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà nổi cộm mà chị đã tố cáo tội phạm. Chị đâu riêng cái này đâu, mà tại sao chốt có nhiêu đây là hết chuyện? Không thể nào. Cho nên bà Hằng cực kỳ là tỉnh táo, bà Hằng sẽ đưa ra trung ương và làm cho vừa lòng nhân dân và chứng minh rằng luật pháp nói cái gì là thực thi cái đó. Tôi rất tỉnh táo, chưa thể dừng ở đây được, cho nên đừng có nói rằng kiện bà Hằng nghe nó hôi nách lắm. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng hôi nách lắm, cơ quan cấp tỉnh ở địa phương, cơ quan công an, viện kiểm sát mà còn bị họ đem ra đùa giỡn như vậy thì ở đây chắc chắn trung ương phải vào cuộc. Tôi hy vọng Bộ Công an phải vào cuộc, bởi vì công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cái trách nhiệm báo cáo cái công tác từ thiện của những cái tổ chức cá nhân và nhất là các nghệ sĩ này cho Bộ Công an, để trên cơ sở đó Bộ Công an quyết định nữa. Chính vì vậy là những người có tin báo về tội phạm và nghi ngờ về cái hành vi phạm tội của Hoài Linh, chúng ta có quyền, nhất là các mạnh thường quân đã đóng góp cho Hoài Linh, có quyền đưa ra bằng chứng trực tiếp thẳng ra Bộ Công an. Bởi Bộ Công an đã yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh phải tiến hành thống kê kiểm tra mà. Như vậy thì chúng ta có thể một mặt gửi trực tiếp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh và một mặt khác chúng ta vẫn có thể gửi. Bây giờ thêm một cái đây nè, đặt cách nào cho Hoài Linh? Đấy. Trong cái đó Thủy Tiên á là được xác minh tại địa phương là đi cứu trợ bao nhiêu, còn đặt cách nào cho Hoài Linh vậy? Có chút xíu à? Hả? Đặt cách nào? Hỏi mình có quyền hỏi chứ. Tại sao những người kia phải sao kê tất cả từ lúc mở tài khoản cho đến ngày kết thúc, và hỗ trợ nơi nào đều phải minh chứng ra hết. Vậy thì đặt cách nào cho Hoài Linh? Đặt cách nào? Quá rõ rồi. Mình người dân mình có hỏi, và đặc biệt cái câu chuyện này là Bộ Công an làm. Yeah. Thành ra mình phải gửi ra trung ương, không có đặt cách nào đây hết, đều như nhau. Và như vậy thì cũng phải làm rõ bốn người đứng đơn tố cáo này là ai. Đúng. Tại sao họ lại tố cáo đến công an thành phố Hồ Chí Minh và được giải quyết rất là nhanh chóng, trong khi những cái thông tin về cái vận động từ thiện đó 15,4 tỷ, liệu cái chỉ dừng đó hay không, chi như thế nào, thu như thế nào chưa được rõ ràng mà trả lời. Tất nhiên chúng ta chưa biết nội dung tố giác là gì đó, cho nên nhiều khi nội dung tố giác rất là xàm xí thì tất nhiên công an phải ra trả lời ngay là tố giác đó không phù hợp.
Như vậy thì cái người tố giác không phù hợp đó cũng phải bị xử lý bởi vì tố giác sai. Đó, do đó đúng. À, mọi người khuyến khích anh Hoài Linh đi tố cáo. Tố cáo cái người tố giác, khuyến khích đi. Đó, bởi vì họ khuyến khích đi, tố cáo bốn người đó. Tố cáo bốn người đó chứ không phải chị Hằng. Đó. Không, mà riêng tôi á, tôi phải đặt câu hỏi là đặt cách nào cho Hoài Linh mà không xử lý tất cả từ tiền mặt, những giúp đỡ từ tiền mặt cho đến mọi thứ, đâu phải chỉ có nhiêu đây, mà nhiêu đây thì ai làm chứng? Không có đặt cách nào đây, không có vùng cấm, không có đặt cách nào mà cũng như Thủy Tiên phải sao kê từ ngày mở tài khoản và cho những thứ gì, hóa đơn đâu, thi chi đâu, thu đâu, phải sao kê từ ngày mở tài khoản đến bây giờ. Không thể nào có những cái đặt cách ngắn gọn lẹ vậy được. Không. Dạ, mà hành tĩnh lắm. Em nghĩ là câu chuyện này là rõ ràng. Với cái tình trạng như thế này thì như chúng tôi rất là hy vọng Bộ Công an sẽ lấy cái vụ việc này lên để mà thanh tra kiểm tra và xử lý luôn. Chứ không thôi là rõ ràng rất nhiều tờ báo và có lẽ có một cái thế lực nào đó, tức là một nhóm người nào đó là lợi dụng cái điều này, đưa cái chuyện tố cáo đến Công an Hồ Chí Minh để lợi dụng tố cáo với nội dung không phù hợp để trên cơ sở đó xóa trắng tội cho anh Hoài Linh. À, và như vậy thì họ đang qua mặt cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, và điều này rất là hy vọng Bộ Công an nhìn thấy cái điều này, bởi vì báo chí đã xôn xao 2-3 ngày nay rồi, và cũng sẽ đem cái vụ việc này lên giải quyết cùng với cái vụ việc của Thủy Tiên. Đúng rồi, nếu tôi là Thủy Tiên tôi cũng thắc mắc. Đúng. Tại sao là đặt cách nào cho Hoài Linh mà tại sao Thủy Tiên là Bộ Công an mà Hoài Linh là công an thành phố mà lại không sao kê tất cả ra mà chỉ có sử dụng đúng cái 15 tỷ ra thôi. Tôi nghĩ cũng tội Thủy Tiên, hình như là cũng chỉ là ngôi sao hạng B, hạng C thôi. Vận động trong bao nhiêu ngày đó số tiền đã tới vài trăm tỷ rồi. Thì không biết là đối với một ngôi sao hạng A như anh Hoài Linh thì vận động cả gần một tháng. Thì như vậy không biết số tiền nó có chỉ dừng lại ở 15,4 tỷ như đã công bố hay không. Nếu mà 15,4 tỷ á thì chưa ai xác minh được con số đó. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, nó chỉ không chỉ có nhiêu đó thôi, cho nên á tôi rất là tỉnh táo để mình căn cứ vào theo những gì mà Bộ Công an đã đưa ra để phục vụ công chúng, chứ mình không có một cái ý gì hết. Mình có quyền đặt câu hỏi và mình có quyền yêu cầu làm đúng như Bộ Công an, và tôi nghĩ đúng là bây giờ câu chuyện này là phải có Trung ương tiếp tục thôi, chứ không thể dừng lại cái câu chuyện mới vừa như vậy là ra trắng tội, là không có dấu hiệu. Trời đất ơi, thì rõ ràng hàng loạt tờ báo chỉ dựa vào một cái thông báo là nội dung các tố giác chỉ có 4 tố giác thôi, bắt đầu từ đó lại đi xuyên tạc quy kết qua cái chuyện anh Hoài Linh không có tội, thì điều đó rõ ràng đang dẫn dắt dư luận rất là nghiêm trọng. Và như chị nói, rõ ràng vừa thăm dò mà vừa dẫn dắt dư luận đó. Để nếu mà dư luận mà không lên tiếng thì chắc chắn họ sẽ đi đến một cái kết luận chính thức luôn là anh Hoài Linh vô tội. Như vậy thì rõ ràng lại là một hình thức cổ xí là gì? Một cái hình thức cổ xí cho cái chuyện là gì? Tôi cứ huy động đi, tôi cứ chiếm dụng đi, khi nào bị phát hiện tôi ói ra thôi. Mà nên nhớ là nhiều khi á, tôi sẽ không sử dụng tài khoản đó đâu. Nó có nhiều cách để có thể khai thác số tiền từ tài khoản đó, mà chắc là chị Hằng là dân kinh doanh, chị Hằng cũng có thể đành. Ví dụ tôi thế chấp chính cái tài khoản đó để tôi vay một cái khoản tiền từ ngân hàng, và tôi dùng cái tiền vay đó để tôi xử lý công việc. Tôi đã nói với quý vị rồi, tôi sẽ truy cùng đuổi tận. Cho nên á, bây giờ tôi yêu cầu Hoài Linh á, nên thưa tôi đi, nên thưa tôi đi, tôi cho thêm tiền để thưa tôi nè nha.